Thì bài hôm trước mình học là dãy hạn của dãy số đúng không? Bài ngày hôm nay mình học dãy hạn của hàm số, vậy nó chỉ khác nhau là dãy số với hàm số thôi. Thì bài hôm trước mình học cái này, lim của ví dụ nhá, 1 chia cho n 3. Đây đúng không? Ẩn n là dãy số. Ẩn là n thì là dãy số, ẩn là x thì là hàm số, nó chỉ khác nhau về ẩn như thế thôi. Ôn lại bài trước luôn, lim của 1 trên n mũ 3, từ từ nhá, hỏi là bài ấy trả lời nhá, bạn Đạt nè. Lim của 1 trên n 3 là bao nhiêu nhỉ? Em ấy, đúng không? Đạt. Bằng mấy? Vô cùng á. Mà ấy, rồi. Được. 1 chia 1 tỷ. N mũ 3 mà. 1 chia 1 tỷ thì lấy số nào nhỉ? Số 0 chứ đúng không? Không phải vô cùng đúng không? 1 chia 1 tỷ phải rất gần 0 đúng không? Các anh ra số 0 nhá. Rồi, bài ngày hôm nay này, bài ngày hôm nay thì mình không không phải là dãy số nữa, không phải ẩn ẩn n nữa, mà bây giờ thay bằng ẩn x. Thay bằng ẩn x cái là chuyển sang bài hàm số ngay. Nghĩa là bài ngoài mình là lim của 1 chia cho x mũ 3. Và mình sao cái bài này. Đó, nó chỉ khác là ẩn ẩn của mình không phải ẩn n nữa mà là ẩn x thôi. Nhưng mà thay đổi về ẩn là thay đổi khá là nhiều thứ, bởi vì n thì sẽ luôn tiến tới dương vô cùng. Ngày xưa thì người ta còn viết nhầy nữa cơ. N này, mũi tên dương vô cùng ở đây nữa. Là n tiến đến dương vô cùng. Còn trong cái chương trình mới khi mà thay đổi sách đi thì nó không viết cái này nữa, bởi vì mặc định luôn rồi là n tiến đến vô cùng. N là một số dương cực lớn, n tiến đến một số dương cực lớn thì người ta bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Đó, thì mặc định là n nó tiến dương vô cùng. Còn x thì sao? X thì là chạy thoải mái, x thì n thì là số tự nhiên, còn x thì là thoải mái chạy chạy ở đâu cũng được. Thế nên là nó sẽ thêm một cái nữa là x của mình sẽ tiến tới một giá trị x0 nào đó nữa. Đó thì hôm nay mình sao cái bài này. Thứ nhất nhá, nó khác nhau về ẩn n thay bằng ẩn x. Đó, n thì luôn tiến dương vô cùng, nhưng mà mình sẽ bởi vì nó luôn tiến dương vô cùng thế nên là mình mặc định nó trong đầu như thế luôn và mình không biết nữa. Còn x ở đây thì có thể tiến đến một giá trị x0 nào đó mà đề bài sẽ cho. Đó, mà tính giá trị, tính giới hạn đúng không? Là tính cái giá trị của dãy số này, tính giá trị của cái hàm số này khi mà x tiến tới giá trị x0. Đó, ví dụ như là x tiến tới 1 chẳng hạn. Thì bây giờ mình xem được là khi x tiến tới số 1 thì cái 1 trên 3 này là bằng bao nhiêu. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ học cái cách làm bài này. Thì mọi người đầu tiên mọi người ghi thầy định nghĩa trước nhá. Với số 1 này, định nghĩa. Giới hạn của hàm số. Giới hạn của hàm số. Tại điểm x0. Tại điểm x0. Là giá trị của hàm số đó khi x tiến tới x0. Tiến tới đây mình hiểu là gì? Tiến tới đây mình hiểu là rất rất là gần x0. À, nó giống như n đấy, n thì tiến tới dương vô cùng, n thì tiến tới một số dương cực kỳ lớn. Còn ở đây x thì tiến tới x0. Thì cái x0 ở đây, x0 ở đây nó sẽ có hai trường hợp. X0 ở đây nó sẽ có hai trường hợp. Nếu mà x0 là một số, x0 là một số, là số 1, số 2, số 3, số 4 thì đó chẳng hạn đấy. Chấm chấm chấm, nó là một số. Hoặc là x0 ở đây nó có thể là cộng trừ vô cùng. X0 ở đây cũng có thể là cộng trừ vô cùng. Và khi mà x0 mà nó tiến tới dương vô cùng thì nó giống hết bài gì nhỉ? Khi mà x0 của mình tiến tới dương vô cùng thì nó giống hết bài gì? Giới hạn của dãy số không? Bởi vì n tiến dương vô cùng mà. Đó, thay ẩn n bằng ẩn x mà bây giờ x mà cũng tiến tới dương vô cùng nữa thì nó khác, không khác gì bài bài trên đúng không? Nó không khác gì bài trên cả. Đó, âm vô cùng thật ra cũng thế. Âm vô cùng thật ra nó cũng không khác gì bài giới hạn của dãy số cả. Mà âm vô cùng thì mình để ý về dấu một chút xíu thôi. Thì cái khi mà x tiến đến cộng trừ vô cùng rồi nhá thì nó giống như dãy số, nó giống như bài dãy số. Đó, và bài dãy số thì mình có đã học hai cái dạng đặc trưng của dãy số đấy là dạng vô cùng trên vô cùng với cả dạng vô cùng trừ vô cùng, thì tí nữa mình sẽ cùng nhau nhắc lại. Thì cái dạng mà x tiến đến cộng trừ vô cùng hôm nay thì mình sẽ đi rất nhanh qua thôi, bởi vì nó chính là giới hạn của dãy số thôi, bài hôm trước mình học rồi. Đó, hôm nay mình sẽ tập trung dạng là khi x tiến tới một số cụ thể này,
Đó thì nó nghĩa đi xử lý những cái dạng đặc biệt, dạng đặc trưng của cái bài hôm nay. Ok nhá. Nào bây giờ mình sẽ đến với cái phần tiếp theo này. Ví dụ ở phát sinh từ đầu ngày hôm nay nhá, mình làm luôn ví dụ. Ký hiệu vẫn chịu chữ lim thôi, ký hiệu thì vẫn là lim nhá. Lim của một cái epic đó, khi x tiến tới x0 nó thêm một cái này này, nó thêm cái này, nó thêm cái x tiến đến x0 nữa. Còn bài dạng của dãy số thì n tiến dư vô cùng thì là mặc định rồi, thế là mình không cần viết thêm vào. Còn bài này thì x0 ở đây nó có thể là một số hoặc là cộng trừ vô cùng thì mình viết thêm cái này nữa. Thì ký hiệu của bài dạng của hàm số sẽ như này. Rồi. Các bạn nhìn vào trong bài nhá, mình sẽ làm luôn câu số 1. Rồi, thì dạng 1 là dạng thầy ghi là giới hạn không đặc biệt. Không đặc biệt có nghĩa là nó không phải một, nó sẽ không phải là dạng mà mình không biết là bằng bao nhiêu cả. Thì nào, khi mà làm những cái bài giới hạn này thì mình sẽ xử lý như đầu tiên như sau này. Đó là mọi người ví dụ câu này này, nó bắt tính giới hạn khi mà x tiến tới 2 đúng không? X tiến tới 2 thì các bạn cứ thay thử x bằng 2 vào đây đi, xem được là nó có bị vấn đề gì không. Thì đây là khi mà nó bị vô cùng trên vô cùng nhá, hay là không trên không, hay là vô cùng trừ vô cùng thì mình mới không biết, mình mới không biết kết quả bằng bao nhiêu cả, vì đây là những cái dạng gọi là dạng vô định, mình không biết được chính xác được kết quả này bằng bao nhiêu cả. Còn khi mà kết quả mình ra được một con số cụ thể thì lim của một hàng số chính là bằng chính nó luôn. Vậy thì ví dụ như câu này, thì câu này là câu mà không có gì đặc biệt cả, mọi người chỉ việc thay x bằng 2 vào đây thôi là xong thôi, chỉ việc thay x bằng 2 vào đây là xong, vì giới hạn là cái này sẽ bằng là lim x tiến tới 2 này. Thì mọi người chỉ việc thay x bằng 2 vào đây thôi. 2 bình nhá. Cộng với 2 nhân 2 này. Chia cho 4 đúng không? Và nó bằng 4 cộng 4 là 8. 8 chia 4 bằng 2. Lim của một hàng số chính bằng chính nó đúng không? Bài hôm trước mình học rồi. Lim của 2 chính bằng 2. Đây kết quả bằng 2. Đó. Vậy thì cái bài giới hạn không đặc biệt thì mọi người chỉ việc thay 2 vào thôi. Mà đi thi thì không có bất cứ ai đâu. Vì đi thi là không thể hỏi dễ nhảy được. Đó. Thì đây là những cái câu đầu tiên để mọi người biết được cái dạng cái ký hiệu của nó như thế nào thôi. Đi thi thì không có câu này. Đi thi là chủ yếu là dạng đặc biệt hết, chủ yếu là dạng vô định, là một trong cái dạng trên bảng này là dạng vô định. Câu này cũng thế, các bạn chỉ việc thay không mà thôi, chỉ việc thay x bằng không mà thôi. Đó, giới hạn mà, có nghĩa là mình đi tìm xem là x bằng không, x tiến tới số 0 thì cái biểu thức này nó bằng bao nhiêu. Đó thì ở đây trong bài tập này thì mình thay thẳng x bằng 0 vào được vì không vi phạm cái gì cả. X bằng 0 vào thì phải đi, mình ở đây mình được căn 4 này cộng 1 này chia cho 0 bình là 0 đúng không? 0 cộng 2. Thì ở đây mình được là 2 cộng 1 là 3. 3/2 đúng không? 3/2. Đấy, tốt. Rồi. Tiếp nhá. Câu số 2. Đây sẽ là một cái mới này, ở câu số 2 đây sẽ là một cái câu mới, đó là giới hạn một bên, bỏ ý A nhá, ý A không phải ở câu giới hạn một bên. Bây giờ mình sẽ làm từ ý B giới hạn một bên, lim khi x tiến tới 3 cộng trừ x bình cộng 5 chia cho x trừ 3. Rồi mọi người chú ý này, đây sẽ là một cái đặc điểm mới, đây sẽ là một cái mới mà dãy số không có. X tiến tới 3 cộng, 3 cộng có nghĩa là gì? Ở đây mình hiểu là gì? Là x tiến tới rất gần 3 nhá, x tiến tới rất rất là gần 3. Tuy nhiên thì nó phải lớn hơn 3 một tí tẹo. 3 cộng mà, 3 cộng có nghĩa là phải lớn hơn 3. Có nghĩa là x ở đây nó sẽ tiến tới 3,0001 đấy. Rất gần 3 nhưng mà phải lớn hơn 3 một tí. Đó, 3 trừ thì ngược lại.
3 trừ thì ngược lại rất gần 3 nhưng mà nhỏ hơn 3 một tí. Vì cái lớn hơn 3 một tí với cái nhỏ hơn 3 một tí nhá, nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc là cái dấu của tử với mẫu ấy nó sẽ khác nhau. Đó, mọi người để ý cẩn thận. Rồi câu này là x thì 3 cộng nhá, là lớn hơn 3, rất gần 3 nhưng mà lớn hơn 3 một tí. Thì câu này kết quả mình được bao nhiêu này? Vậy thì bây giờ mình thay thử 3 vào đây xem có vấn đề gì xảy ra. Thay thử 3 vào đây nhá. Mình cứ thay 3 vào thôi, nhưng mà mình hiểu trong đầu là x phải lớn 3 một tí. X thay 3 vào đây thì mình được là lim x tiến tới 3 cộng này của 3 bình đúng không? Trừ 3 bình. Trừ 3 bình cộng 5 chia cho 3 trừ 3. Ở đây mình được là cái này là sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Cái này là trừ 9 này. Trừ 9 cộng 5. Trừ 9 cộng 5 là trừ 4. Trừ 4 chia cho 0. Trừ 4 chia cho 0. Thật ra cái số này không phải số 0. Cái số này mình hiểu là rất gần 0 thì chính xác hơn đúng không? Rất gần 0. Và cái dạng này thầy bốn trước thầy đã hướng dẫn mọi người rồi. Một số mà trên 0. Một số mà trên 0 thì lấy gì nhỉ? Một số mà trên một số rất gần không đấy, các bạn bấm 1 chia 0,0001 đấy, nó ra được 10 tỷ đấy. Thì một số mà trên một số rất gần không tiến tới cộng trừ vô cùng, cộng hoặc là trừ vô cùng. Đó thì cái này sẽ ra được là các bạn cứ viết vô cùng nhá. Cứ viết vô cùng. Đó, cộng hay trừ nó còn tùy thuộc vào dấu nữa. Tùy thuộc vào dấu của tử và mẫu nữa. Thì ở trên tử là trừ 4 âm rồi đúng không? Âm là cái chắc rồi. Ở dưới mẫu nào? Ở dưới mẫu thì ở đây nó tiến tới không, nhưng mà không đây là không cộng hay là không trừ. Không có nghĩa là không dương hay không âm đấy. Thì ở đây x tiến tới 3 cộng, nghe là lớn hơn 3 một tí. Vậy thì ở đây x trừ 3 đấy, nó ra một số dương một số âm nhỉ? Dương đúng không? Một số dương. Vậy thì ở dưới mẫu dương, ở trên tử âm, trừ 4 là âm là cái chắc rồi. Vậy thì cả số này mang dấu gì nhỉ? Âm, vậy cái tiến tới gì? Âm vô cùng. Đó. Tiếp nhá. Ý C. X tiến tới 3 trừ cái này nó sẽ được là lim x tiến tới 3 trừ, lắp 3 vào đây thôi, mình cứ lắp 3 thử vào đây, mình sẽ được là 2 nhân 3 bình cộng với căn của 3 trừ 3 chia cho 3 trừ 3. Ở trên tử cái này mất đây, cái này mất này. Vậy ở trên tử mình còn lại là 9 nhân 2 18. Ở dưới mẫu mình còn lại là 0. Một số trên 0 nhá, một số trên một số rất gần 0 thì chính xác hơn đúng không? Một số trên một số rất gần 0 tiến tới gì nhỉ? Lại cộng trừ vô cùng đúng không? Lại cộng trừ vô cùng. Thì ở đây mang dấu gì? Ở trên tử mang dấu dương. 9 là 18 là dương rồi. Ở dưới mẫu thì mình nhìn vào cái ở trên. X tiến tới 3 trừ nghĩa là rất gần 3 nhưng mà nhỏ hơn 3 một tí. Nhỏ 3 một tí nó nghĩa là nó là 2,99 đấy. Thì x trừ 3 đây mang dấu âm hay dương nhỉ? Âm đúng không? Vậy thì trên tử mang dấu dương thì mẫu mang dấu âm, vậy cả phân số này mang dấu âm, vậy ngay thì âm vô cùng nhá. Ý D nào. Ý D. À câu này nó thôi rồi, không sao. Đó, câu này là dạng không trên không. Rồi, ý D. Câu này nhá, câu này thì x tiến tới trừ 2 cộng đúng không? Có x tiến tới rất gần trừ 2. Rất gần trừ 2 nhưng mà lớn hơn trừ 2 một tí. Lớn hơn một trừ 2 một tí đấy ạ. Mình lắp trừ 2 vào đây. Mình lắp trừ 2 vào đây. Thì từ từ các bạn lắp vào trước đã, lắp vào trừ 2 vào đây. Thì mình sẽ thấy được là trừ 2 bình phương là 4. 4 trừ 4 bằng 0. 4 trừ 4 bằng 0 này. Lắp trừ 2 vào đây. Thì trừ 2 cộng 2. Trừ 2 cộng 2 cũng vẫn bằng 0. Thì đây là dạng không trên không nhá. Đây là dạng không trên không. Lẽ ra là mình sẽ học cái câu này ở phần sau. Và thôi hướng dẫn cho mọi người cái cách xử lý luôn. Thì mình đã biết đề bài câu này rồi, đã không trên không này, thì mình sẽ làm như sau, hoặc là mình sẽ đầu tiên đó là thầy muốn phá cái chữ đối ra, thầy muốn phá cái chữ đối ra, bỏ dấu chữ đối đi. Thì x tiến tới trừ 2 cộng, x tiến tới trừ 2 cộng, thì bây giờ muốn phá chữ đối ra thì mình phải biết là bên trong chữ đối này dương hay âm. Nếu bên trong là dương thì giữ nguyên,
Còn nếu bên trong cái âm thì đằng trước bỏ 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 chữ đối đi thêm dấu trừ đằng trước đúng không? Thì bây giờ x đến trừ 2 cộng thì mọi người cứ nghĩ trong đầu là nó là trừ 2 cộng. Trừ 2 cộng của mình nghĩa là nó là trừ 2,1 trừ 2,0001 hay là nó là trừ 1,9999. Trừ 2 cộng nhá, trừ 2 cộng là lớn hơn trừ 2 một tí. Trừ 1,999 đúng không? Trừ 1,999 bình phương lên mà trừ đi 4 thì âm bây giờ âm đúng không? Trừ 1,999 bình phương lên nó chưa được bằng 4 đâu mà. Vậy trừ 4 âm đúng không? Vậy khi bỏ chỉ đối ra, khi bỏ chỉ đối ra thì mình sẽ phải đảo ngược lại thành 4 chữ x không? 4 chữ x bình không? Đó, vậy ở đây mình được là 4 này trừ x bình chia cho x cộng 2. Rồi. Và sau đó cái cách làm của câu này thì mọi người sẽ được học kỹ hơn ở trong dạng vô dạng 0 trên 0 nhá. Dạng 0 trên 0. Đó. Thì ở đây mình sẽ hằng thức ra này, 2 trừ x này. 2 cộng x này. Ở dưới là x cộng 2. Đó, và cái dạng 0 trên 0 nhá là cái việc mình cần làm đó là mình gạch nhân tử chung này. Gạch cái nhân tử chung này đi. Đó. Và khi sau khi gạch cái nhân tử chung này đi thì nó hết dạng 0 trên 0. Và bây giờ mình chỉ việc thay trừ 2 vào đây thôi. Thay trừ 2 vào đây. Thì nó sẽ bằng là lắp trừ 2 vào đây nó sẽ là 2 này. Nó hết dạng vô định rồi. Thì bây giờ nó thay trừ 2 vào đây thôi. 2 trừ trừ 2 là 4 đúng không? Đó, câu này cho hơi nhầm, hơi nhầm bài thì câu này là cho phần sau. Cái giới hạn 1b ở đây trừ 2 cộng để giúp mình phá được cái chỉ đối ra thôi. Giúp mình phá chỉ đối ra thôi. Còn cái cách xử lý nó thì ở trong bài sau mọi người sẽ học kỹ hơn nhá, cái cách xử lý của câu này dạng không trên không. Rồi, mình chuyển sang câu số 3 luôn nào. Mình chuyển sang câu số 3 luôn. Ở câu 3. Thì mọi người nhìn thấy cả câu 3 và cả câu 4 đều là dạng x tiến tới dương vô cùng, x tiến tới cộng trừ vô cùng. X tiến tới cộng trừ vô cùng. Thì viết viết qua lý thuyết một chút nha, ôn lại bài trước một chút. Thì x tiến tới cộng trừ vô cùng thì nó không khác gì bài dạng của dãy số. X tiến tới dương vô cùng thì giống hết luôn. X tiến đến dương vô cùng thì giống hệt bài dạng dãy số, bởi vì n tiến đến dương vô cùng mà n ở trong bài dạng dãy số ấy, bài trước đấy thì n tiến đến dương vô cùng thì giống hệt bài dãy số, còn x tiến đến âm vô cùng thì cẩn thận về dấu một tí, cẩn thận về dấu. Về cơ bản là bài tập này giống bài giới hạn của dãy số, giống bài giới hạn của dãy số. Rồi, và giới hạn dãy số thì mình có cái dạng đặc trưng nhất là dạng vô cùng trên vô cùng và dạng không trên không đúng không? Dạng vô cùng trên vô cùng và dạng vô cùng trừ vô cùng. Đây là dạng hai cái dạng đặc trưng nhất ở dạng của dãy số. Thì mình sẽ cùng nhau ôn lại hai cái dạng này luôn nhá. Thì đối với dạng vô cùng trừ vô cùng thì nó sẽ ở dạng là lim của ở đây x tiến tới cộng trừ vô cùng nhá. Ở trên tử AXN. Các bạn chỉ cần quan trọng cái x mũ lớn nhất thôi. BX mũ M. Ôn lại công thức tính nhanh nhé, ôn lại công thức tính nhanh cho các bạn luôn. Còn tính bình thường thì các bạn chia cho n một lần nhất hay chia x một lần nhất thì các bạn biết rồi. Quan trọng cái x một lần nhất thôi nhá, quan trọng x một lần nhất thôi. Còn những cái x mũ nhỏ hơn thì không 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 quan trọng. Rồi, và ôn lại công thức tính nhanh luôn này. Mình có 3 trường hợp đúng không? Trường hợp đầu tiên đó là bậc ở trên tử mà nhỏ hơn bậc ở dưới mẫu. Bậc ở trên tử. Bậc ở trên tử mà nhỏ bậc ở dưới mẫu, ly bằng mấy nhá mọi người nhỉ? Ly bằng 0 nhá. Bậc ở trên tử nhỏ bậc dưới mẫu ly bằng 0. Cũng tính nhanh của hôm trước. Bậc ở trên tử. Bằng bậc ở mẫu. Thì ly mình bằng mấy nhỉ? A trên B. A trên B đúng không? A là x hệ số x một lớn nhất trên tử. B là hệ số x một lớn nhất ở dưới mẫu. Vậy thì ly nó bằng A trên B. Ở đây cũng thế, ly nó vẫn bằng A trên B. Tiếp theo, bậc ở tử lớn bậc ở mẫu.
thì ly nó bằng gì nhỉ? Cộng trừ vô cùng. Ly bằng cộng trừ vô cùng. Cộng hay trừ vô cùng nó cũng phụ thuộc vào gì? Dấu của cái gì? Bình thường nó thuộc dấu A trên B đúng không? Nhưng mà ở đây nó phải phụ thuộc vào dấu của cả x nữa nhá. Có nghĩa là ở đây mình phải xét được thôi, rồi tí nữa là trong bài các bạn sẽ hiểu rõ hơn, nghĩa là nó phải phụ thuộc vào dấu của cái. Các bạn nhìn vào cả cụm này, nhìn vào cả cụm này. AX N chia cho BXM. Đó, nếu cái này dương thì nó tiến đến dương vô cùng. Còn nếu mà cái âm thì nó tiến đến âm vô cùng. Đó. Thì đây là những cái công thức tính nhanh của cái dạng này thì mình ôn lại luôn. Thì bây giờ bài này mình không tính từ từ nữa nhé, mình tính thẳng luôn. Nào câu 3 nào. Câu 3. Tí nữa ở cái đoạn đoạn nào phải cẩn thận về dấu đúng không? Thì thầy sẽ nói cho mọi người. Nên nó giống hết bài hôm trước, nó giống hết bài tuần bài bài trước Tết mình nghỉ thôi. Dạng của dãy số. Câu 3 này. Ý A ở đây mình có được là lim x tiến tới âm vô cùng của 5x trừ đi 2 chia cho 3x cộng 1. Kết quả bao nhiêu luôn nhỉ? Kết quả bao nhiêu luôn nhỉ? 5 phần 3 đúng không? 5 phần 3 luôn này. Bậc trên tử bằng bậc dưới mẫu này. Bậc 1 bằng 1 đúng không? Vậy ly bằng A trên B đúng không? Bằng 5 phần 3 của trước mình học rồi. Nhưng mà ở lớp mình có một số bạn mới nhé, thì cách làm tự luận sẽ làm câu bài sẽ làm như sau này. Tự luận câu bài thì các bạn sẽ chia cả tử cả mẫu cho x mũ lớn nhất, ở đây x mũ 1 đúng không? Vậy đây mình sẽ được là lim x tiến tới âm vô cùng chia cho x nhá, chia cả tử cả mẫu cho x, chia cả tử cả mẫu cho x mũ lớn nhất thì chính xác hơn là chia cho x đúng không? Vậy thì mình được là 5 này trừ 2 chia x này chia cho 3 cộng với cả 1 chia x thì 2x tiến tới âm vô cùng, x tiến đến âm vô cùng là âm 1 tỷ. 2 chia âm 1 tỷ cũng rất gần không nhá. Nó là trừ không phải không 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 mấy đấy, rất gần không. Cái cũng là không này. Thì đây nó bằng 5 phần 3 đúng không? Đó, hoặc là mình dùng công thức tính nhanh luôn. Bậc bậc 1, bậc 1. Bậc trên tử bằng bậc dưới mẫu này. Vậy ly bằng A trên B luôn. A là 5, B bằng 3 đúng không? 5 phần 3 luôn. B ra là bằng bao nhiêu nhỉ? B ra 2 luôn đúng không? C này C nhá, câu C là câu phải chữa nhá. Câu B mọi người ghi ở bên cạnh luôn là bằng 2 luôn đi, không cần chữa đâu. Bậc trên tử bằng bậc dưới mẫu ly bằng A trên B bằng 2 trên 1 luôn, bằng 2 luôn. Câu C lim khi mình sẽ đi rất nhanh qua những câu này thôi vì những câu này là buổi trước mình đã ôn rồi. Rồi, câu này. Bậc ở trên tử là bậc 4, bậc dưới mẫu bậc 3, bậc trên tử lớn bậc mẫu, bậc trên tử lớn bậc mẫu này, vậy ly của mình ra là cộng trừ vô cùng, cộng hoặc trừ vô cùng. Thì cái này ra được cộng hoặc trừ vô cùng. Thì cứ viết vô cùng đã nhá. Cộng hoặc trừ vô cùng này. Thì bây giờ mình nhìn dấu nó, các bạn chỉ cần nhìn dấu của cái mũ lớn nhất thôi. Bởi vì x ở đây tiến tới 1 tỷ, x tiến tới 10 tỷ, tiến tới một số dương cực lớn ấy thì cái mũ lớn đấy nó vượt xa cái mũ nhỏ đằng sau rồi, vậy cái mũ nhỏ đằng sau nó không tính tiền đâu, mình chỉ cần quan trọng là cái mũ lớn nhất thôi. Thì ở đây ở trên tử cái lớn nhất là 3x mũ 4 này. X ở đây thì là dương vô cùng nhá. X ở đây một số dương cực lớn. Vậy 3x mũ 4 dương âm nhỉ? Dương, cái dương. X mũ 3 làm sao nhỉ? X mũ 3 cũng dương, vậy ở trên dương ở dưới cũng dương, vậy cả phân số này. Dương đúng không? Vậy thì đây tìm được dương vô cùng. Rồi, câu này mình làm nhanh nhá, làm tách đấy, làm tắt luôn đấy, không 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 trình bày nhiều nữa đâu. Bởi vì nó giống như là bài bốn trước rồi, mọi người chưa rõ thì xem lại bài bốn trước đó. Ý D nhá, ý D này mình có được là lim x tiến tới âm vô cùng của 2x mũ 3 trừ đi 5x bình cộng 1 chia cho 7x mũ 2 trừ đi x cộng 4. Rồi, câu này là một câu mọi người cũng rất là dễ nhầm nhá, nếu mà không hiểu rõ bản chất thì cũng rất là dễ nhầm. Bậc trên tử bậc 3, bậc dưới mẫu bậc 2, bậc trên tử lớn bậc dưới mẫu. Vậy cái này ra cộng trừ vô cùng. Cái này ra cộng trừ vô cùng rồi, nó cộng hay trừ này. Cộng hay trừ. Thì
như thế đúng không ạ? Chỉ cần quan tâm đến cái lớn nhất ở trên tử của thầy mẫu thôi. Cái trên tử lớn nhất là 2x mũ 3. X thì đấy âm vô cùng nhá. X thì đấy âm vô cùng. 2 nhân âm vô cùng mũ 3. Đây thì đấy một số gì nhỉ? Một số âm không? Mũ 3 mà âm vô cùng mà. Mũ 3 thì không làm đổi dấu luôn âm đúng không? Vậy cái này thì âm này. 7x bình. 7x bình tiến tới. Tiến tới một số dương đúng không? Và những âm dương thì cả một số này tiến tới số gì nhỉ? Âm đúng không? Vậy đây thì âm vô cùng nhá. Câu 4 là một dạng có chứa căn thì mình cũng làm giống như là bổ hôm trước thôi. Bổ hôm trước mình có những cái dạng có chứa căn thì mình đã luyện tập kỹ hết rồi, là mình sẽ làm động tác là mình rút n lớn ra ngoài căn đúng không? Nhưng mà đây mình lưu ý này, đó là các bạn biết thầy nhá, có lưu ý như này: nếu mà rút ra khỏi căn bậc chẵn, nếu mà rút x bình này, rút x bình ra khỏi căn bậc chẵn thì mình phải là gì nhỉ? Mình phải là trị tuyệt đối của x nhá, phải là trị đối của x. Thì cái trị đối của x này nó sẽ có hai trường hợp: nó bằng x khi mà x dương, và nó bằng trừ x khi mà x âm. Đó, nó sẽ cồng kềnh hơn cái bài dẫn dãy số đấy. Dẫn dãy số thì ở đây nó bằng luôn n, bởi vì n dương mà, n là một số dương, vậy trị đối của n thì bằng đúng n luôn. Nhưng mà trị đối của x thì ở đây có hai trường hợp nhá, bằng x hoặc là bằng trừ x. Thì đây là nếu mà căn bậc chẵn, căn bậc 2 thôi, còn nếu mà căn bậc 3 thì không 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 phải giấu gì cả. Nếu mà căn bậc 3 nhá. Nếu mà căn bậc 3 thì x mũ 3 cho căn bậc 3 thì nó bằng x luôn, chứ không cần trị đối nữa. Nếu căn bậc chẵn thì nó mới cần trị đối thôi. Và dạy các bạn một cái tổng quát rồi đúng không? Đó là nếu mà mình có được căn bậc n của x mũ m thì bằng x mũ m chia n nhá. Mũ m chia n. Ví dụ như là căn bậc 3 của x mũ 6. Căn bậc 3 của x mũ 6 thì bằng x mũ mấy nhỉ? X mũ 6 chia 3 đúng không? 6 chia 3 là x mũ 2. Đó, và căn bậc 3 thì không có trị đối. Đó, căn bậc 3 không có trị đối, nhưng mà căn bậc chẵn. Nhưng mà đây là số 2 thì thêm một trị đối vào đây. Rồi, thì cách làm vẫn như vậy thôi. Câu 4 nhá. Mình có được là lim x tiến tới dương vô cùng. Ở những cái bài tập nào mà có dương vô cùng thì mình thích hơn này, thì mình không bị nhầm dấu. Nó giống hệ bài dãy số, nhưng bài âm vô cùng ấy thì để ý một tí. Bài nào âm vô cùng là phải để ý kỹ. Rồi, nhà đầu tiên là cho x ra ngoài căn trước đúng không? Cho x mũ lớn nhất ra ngoài căn trước. Thì cứ làm từ từ nhá, thầy cứ làm tự luận nhá. Và bạn nào mà có thể nhẩm trắc nghiệm nhanh hơn rồi thì làm. Và thầy cứ làm tự luận bình thường. Ở đây thì rút x bình ra được đúng không? Rút x bình ra được này. Bên trong mình còn lại là 1 cộng với cả 1 trên x cộng với cả 2x chia cho 2x cộng 3 bằng 1 trừ x thì không này, cái thì không đúng không, mất này. Ở đây còn lại căn của x bình thôi. X bình cho ra ngoài căn thì mình được gì nhỉ? Đây căn bậc 2 đúng không, thì mình được trị tuyệt đối của x. Tuy nhiên x ở đây thì là dương vô cùng, x ở đây thì là dương vô cùng, x là một số dương cực lớn, vậy bỏ trị đối ra mình được là x đó. Nhưng mà x thì âm vô cùng đây phải là trừ x chứ nhá, cẩn thận. Nếu ở đây là âm vô cùng thì phải là trừ x đấy. Đó, vì cho x bình ra ngoài căn thì mình phải là trị đối của x mà. X cộng 2x chia cho 2x cộng 3. Vậy nó sẽ là 3x chia 2x cộng 3. Kết quả luôn là bằng bao nhiêu nhỉ? 3 phần 2 đúng không? Bậc trên tử bằng bậc dưới mẫu đấy. 3 phần 2. Là một câu mà có âm vô cùng, một câu dễ nhầm nhá. Đó là câu câu B. Nào, câu này dễ nhầm này. Câu B này. Lim khi x tiến tới âm vô cùng. Của căn bậc 2 2x bình trừ 7x cộng 1 chia cho 3 trị đối của x trừ 7. Nào, rút x mũ lớn nhất ra ngoài căn. Rút x mũ lớn nhất ra ngoài căn, vậy thì mình được là lim. Ở đây mình rút x bình ra ngoài căn đúng không?
cứ rút x bình ra đã nhá, rút x bình ra trước. Cho mình còn lại là 2 này, trừ đi 7 chia cho x cộng với cả 1 chia cho x bình. Chia cho, bỏ chữ đối đi giúp thầy nào. X thì âm vô cùng. X tìm từ âm vô cùng, x là một số âm. Vậy chữ đối của x ở đây sẽ bằng gì nhỉ? Trừ x đúng không? Ở đây là bằng trừ 3x. Trừ 7. Ke bằng 0 hết này. Ke bằng 0 hết này. Vậy ở đây mình cho x bình ra ngoài căn nào. Cho x bình ra ngoài căn. Cho x bình ra ngoài căn mình được trị đối của x. Mình được trị đối của x. Tuy nhiên x thì âm vô cùng nhá. X âm vô cùng vậy thì nó phải là trừ đi x. Ở trong căn còn gì nhỉ? Bên trong căn mình còn nhá, căn còn 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 căn 2 đúng không? Ở bên trong căn mình còn căn 2. Chia cho trừ 3x trừ 7. Kết quả luôn là bằng bao nhiêu nhỉ? Thiếu cái lim nhé. Vậy kết quả đây là bằng là căn 2 trên 3 đúng không? Vâng, chứng tử bằng vào giới mẫu này. Đó, ai trừ hết đúng không? Trừ căn 2 trên trừ 3 thì bằng căn 2 trên 3 luôn. Ok. Chữa nhanh câu E với cả câu F này. Rồi, câu E này. Câu E các bạn rút x mũ lớn nhất ra ngoài này. Đầu tiên đó là mình có thể rút được x mũ 4 ra ngoài đúng không? Bên trong mình còn lại là 1 trừ đi 1 trên mũ 3. Thì cái này bỏ đi rồi. Thì thật ra về sau mình làm quen ấy, thì các bạn chỉ cần nhìn được cái x mũ lớn nhất thôi. Cái là mình bỏ đi được. Đằng sau mình bỏ đi được, mình quan tâm x mũ lớn nhất thôi. Chia cho giải mẫu đẹp rồi, 1 trừ 3x không phải làm gì cả. Nào, căn bậc 4 mà ra ngoài căn x mũ 4 mà ra ngoài căn bậc 2, x mũ mấy nhá? 4 chia 2 đúng không? Là x mũ 2 nhưng mà thật ra ấy, nó phải là trị tuyệt đối x mũ 2 cơ. Nó phải là như thế này. Vì đây căn bậc chẵn mà. Nó phải là trị đối x mũ 2 nhưng mà tuy nhiên x mũ 2 là một số luân dương đúng không? X bình nhá, là một số luân dương. Vậy thì ở đây dù dù x thì nó bao nhiêu chăng nữa x bình luân dương nhá. Vậy bỏ ở đây thì bỏ trị đối đi đúng không? Thì nó bằng x luôn. Nó bằng x bình luôn. Như này. Có hiểu không nhỉ? Nào mọi người viết lại nào. Đấy, rút x mũ 4 ra ngoài này. X mũ 4 mà ra ngoài căn bậc 2, 4 chia 2 đúng không? Thì còn 2. Nhưng mà lẽ ra nó phải là trị đối của x bình, nhưng mà trị đối của x bình thì nó luôn bằng x bình nhá. Đó vì nó x bình là một số luân dương mà. Nào đến đây, bậc ở trên tử bậc 2, bậc dưới mẫu bậc 1, bậc trên tử lớn bậc dưới mẫu. Vậy cái này tính lấy gì nhỉ? Bậc trên tử lớn hơn bậc dưới mẫu. Có một tính nhanh nào, tính lấy gì nhỉ? Tiến tới vô cùng đúng không? Nhưng mà cộng hay trừ vô cùng nào? Ở trên tử này mình phân tích ở trên tử này quan tâm một mũ lớn nhất thôi, x bình dương cái chắc rồi, dù dù x âm hay dương, x âm vô cùng hay dương vô cùng thì bình phương lên nó cũng tiến tới dương vô cùng nhá. Ở dưới mẫu thì thấy gì nhỉ? Ở dưới mẫu này các bạn nhìn thấy hệ số của nó là trừ 3x nhá, nhìn thấy trừ 3x này thì x tiến tới âm vô cùng thì cái này tiến tới dương vô cùng, dương vô cùng ở trên dương ở dưới cũng dương, vậy cả phân số này là dương vô cùng, vậy ý ý e đáp án là dương vô cùng. Ý F nào, ý F rồi ý này nhá, mình làm hơi tắt một tí đây, không đúng bản chất lắm như là trình bày, nghĩa là trình bày tự luận thì trên lớp thì nó là bài tự luận thì mọi người không không nên trình bày theo kiểu này, còn nếu mà trắc nghiệm nhá thì mình có thể làm tắt luôn như này, bỏ hết cái bậc, bỏ hết cái mũ nhỏ đi, bỏ hết cái mũ nhỏ đi, ở riêng cái dạng mà x thì nó cộng trừ vô cùng nhá, chỉ riêng x thì nó cộng trừ vô cùng thì mình mới được làm thế thôi, bỏ hết cái mũ nhỏ đi, không quan trọng, không quan trọng nhìn vào cái mũ lớn nhất thôi ở trên tử và dưới mẫu thôi là xong. Tại vì ở đây mình sẽ có được là căn bậc 2 x mũ 6, căn bậc 2 x mũ 6
x mũ 6 ra ngoài căn bậc 2 thì x mũ mấy nhỉ? 6 này chia 2 thì còn lại là x mũ 3, nhưng mà đây là căn bậc chẵn thì phải có trị đối nhá. Căn bậc chẵn thì phải có trị đối. Căn bậc lẻ thì không có trị đối, căn bậc chẵn thì phải có trị đối. Rồi nhưng mà ở đây x thì âm vô cùng. X thì âm vô cùng vậy trên tử. Vậy thì ở trên x thì âm vô cùng vậy thì cái này khi bỏ trị đối ra nó phải là gì nhỉ? Nó phải là trừ x mũ 3 không? X mũ 3 âm mà. X mũ 3 âm mà phải bỏ trị đối ra phải là trừ x mũ 3. Ở trên là x mũ, ở dưới là x mũ 4 đúng không? Các bạn bỏ hết những cái mũ lẻ nhá, bạn bỏ hết những cái mũ nhỏ đi. À, chỉ còn quan tâm cái mũ lớn nhất ở trên tử và dưới mẫu thôi. Rồi đến đây thì một dòng bằng số mấy luôn nào? Bằng số 0 luôn, bậc trên tử nhỏ bậc dưới mẫu đúng không? Bằng 0 luôn. Đó, đây là dạng đặc trưng ở trong giới hạn của hàm số. Nghĩa là nếu mà hỏi dạng của hàm số thì hỏi dạng này nhiều nhất. Cho các đề kiểm tra đi thi. Thì đây là một cái dạng gọi là dạng vô định, là dạng mà mình không biết ra kết quả bao nhiêu cả. Vì 0 trên 0 chả biết bao nhiêu. Không phải bằng 1 thôi nhá. Hai số không chỉ tiêu cho nhau nhá, không chả biết bằng bao nhiêu cả. Đó, cả trên tử ở dưới mẫu đều đầu tiên là số 0. Thì cách làm ở câu này mình sẽ xử lý như sau này. Đó là các bạn sẽ cần phải cách làm nhá. Cách làm này là các bạn sẽ cần phải triệt tiêu lấy nhân tử chung. Các bạn phải triệt tiêu nhân tử chung của cả tử cả mẫu. Khi mà mình gạch được cái nhân tử chung cả tử cả mẫu thì khi đó nó sẽ mất định dạng vô định. Nhân tử chung nó là cái gì? Nhân tử chung nó là cái này này. Ví dụ như là x tiến tới cái câu mà mình vừa làm xong đấy, đây đúng không? Câu kiểu kiểu nha. Đó, thì cái nhân tử chung cái nhân tử chung của mình là cái x cộng 2 chung đúng không? Mình gạch x cộng 2 đi, x gạch x cộng 2 đi. Đó thì cái nhân tử chung này sẽ là cái khiến nó ở dạng 0 trên 0. Đó thì khi sau khi mình gạch cái nhân tử chung này đi nó sẽ hết dạng 0 trên 0 và mình chỉ việc thay bằng -2 vào đây thôi. -2 -2 là -4, vậy lim cái câu này ra bằng -4. Đó, ví dụ các bạn như thế. Thì để mà chia tích nhân tử chung đi thì đầu tiên đó là các bạn sẽ cần phải nhóm ra được, cần phải đưa nó về dạng tích đã. Đó thì sau đây sẽ là những cái hướng đi này, những cái hướng đi, cái ý tưởng chung sẽ là như này, là chia tích nhân tử chung. Và cái hướng đi cụ thể của nó thì các bạn sẽ viết thêm một số cái nữa nhá. Đó là nếu mà những cái câu nào mà nó không có chứa căn ấy, không chứa căn thì các bạn phân tích các thức nhân tử. Thì các bạn phân tích như thế nào, là một cái ví dụ như một cái biểu thức bậc 2 chẳng hạn. À, bậc 2 là mình gặp nhiều nhất. À, một cái bậc 2 này mà các bạn bấm máy tính nó ra được hai nghiệm là x1 với cả x2. Rồi nhận ra là hai nghiệm x1 với x2, vậy thì cái này nó sẽ được phân tích là bằng x trừ x1 nhân với cả x trừ x2, nhưng mà phải thêm a vào đằng trước nữa nha. Thêm a vào đằng trước nữa. Ví dụ như là mình có được là 2x bình trừ 3x cộng 1 chẳng hạn, ví dụ như cái này. Đó, bây giờ mình sẽ phải đưa nó về dạng tích đã. Đưa về dạng tích thì mình mới triệt tiêu được. Đưa về dạng tích này thì mình mới triệt tiêu hai cái này cho nhau được, còn cộng trừ thì mình không triệt tiêu được. Đó thì mình phải đưa về dạng tích. Thì đưa về dạng tích cái này thì mọi người đầu tiên mọi người bấm máy tính, cái này ra được hai nghiệm đó là bao nhiêu nhỉ? Ra được hai nghiệm là a b cộng c bằng 0 này, ra được một nghiệm là 1 với cả một nghiệm bằng 1/2, một nghiệm là 1 với một nghiệm bằng 1/2. Vậy thì cái này nó sẽ được phân tích này bằng này, có nghĩa là 1, vậy thì mình nhóm x trừ 1 ra ngoài, có nghĩa là 1/2 thì mình nhóm x trừ 1/2 ra ngoài. Và sau đó mọi người phải thêm cái hệ số a đằng trước nhá, bởi vì nếu mà mình không có a ấy thì nó chỉ là x1 x bình thôi, mà đây là a x bình cơ. Đó, mình phải thêm cái số a đằng trước, vậy thì đây mình thêm ở đây số 2 đúng không? Mình thêm số 2 đằng trước như này. Đó thì bình thường thì mình hay cho cái số 2 này vào trong ngoặc này cho đẹp. Bình thường mình hay cho cái số 2 này vào trong cái ngoặc này, vậy thì nó sẽ được là x trừ 1 nhân với cả gì nhỉ? 2x trừ 1 đúng không? Đó, vậy thì cái biểu thức này nó sẽ được phân tích ra được x trừ 1 nhân 2x trừ 1. Đây là nếu mà có hai nghiệm nhá, nếu có ba nghiệm thì vẫn thế thôi, nếu mà có ba nghiệm
Nếu mà có thêm một nghiệm nữa x3 thì mình sẽ nhân thêm x trừ x3 ở đây. Đó. Cùng lắm là hai nghiệm đến ba nghiệm thôi. Nếu mà không trừ căn thì mình phân tích hoặc là dùng hằng thức, phân tích hoặc là hằng đẳng thức nhá, hoặc là hằng đẳng thức. Hằng thức, nhắc lại về một số cái hằng thức mà mình hay gặp luôn. A bình trừ B bình được gì nhỉ? A trừ B nhân A cộng B. A mũ 3 trừ B, A 3 cộng B mũ 3 nào. Ôn lại bài hôm trước rồi, ôn lại bài hôm trước rồi. A cộng B nhân bình phương thiếu đấy. Nhân với gì nhỉ? A bình này, cẩn thận nha. Trừ AB cộng với cả B bình này. A mũ 3 trừ đi B mũ 3. A trừ B nhân với cả A bình cộng AB cộng B bình đúng không? Đó, nếu không trừ căn thì các bạn phân tích hoặc là dùng hằng thức. Còn nếu mà trừ căn, nếu mà trừ căn thì mình nhân liên hợp. Nếu mà trừ căn thì mình nhân liên hợp. Tất cả cái động tác này chỉ giúp cái nhân tử chung xuất hiện ra được thôi. Chỉ giúp nhân tử chung xuất hiện ra và mình gạch một phát đi nhân tử chung này là xong, là bị mất đi cái dạng vô định và nó trở thành cái dạng dễ nhất là câu 1 đấy. Trừ căn thì mình nhân liên hợp nhá. Nếu mà có trừ căn thì mình nhân liên hợp. Nhân liên hợp, ôn lại một chút về nhân liên hợp này. Nếu mà mình có A trừ B, nếu mình có A trừ B thì mình nhân liên hợp là mình nhân thêm cái gì nhỉ? Mình nhân hợp bậc 2 đi, nhân hợp bậc 2 mình có hai kiểu nhân liên hợp đúng không? Nhân hợp bậc 2 và hoặc là nhân hợp bậc 3. Nhân hợp bậc 2 trước nào, mình nhân thêm A cộng B, nếu liên hợp bậc 2 thì mình nhân thêm A cộng B. Thì chú ý mình nhân thêm cái gì thì mình phải chia cái đấy đi nhá. Nhân thêm cái gì thì mình phải chia cái đấy đi. A cộng B. Đó, để ở trên tử mình được gì nhỉ? A bình trừ đi B bình đúng không? Thì nó sẽ mất căn, nó sẽ mất căn, A bình trừ B bình nó sẽ mất căn. Đó, còn nếu mà mình có A trừ B mà mình muốn liên hợp bậc 3, mình muốn nhân liên hợp bậc 3 vì nó có căn bậc 3 thì mình phải nhân lên với gì nhỉ? Nếu A trừ B mình nhân lên bậc 3 là mình phải nhân với cả cái cụm này này. Nếu bậc 2 mình nhân thêm A cộng B. Đây. Còn nếu mà bậc 3 thì mình nhân thêm A bình cộng AB cộng B bình. Đó, nếu mà mình muốn nhân lên bậc 3 thì mình nhân thêm A bình cộng AB cộng B bình. Đó, nhân thêm cái gì thì phải chia cái đấy đi nhá. Nhân thêm cái gì thì phải chia cái đấy đi. Đó, để ở trên tử mình được là A mũ 3 trừ đi B mũ 3. Thì cái mũ 3 nó sẽ mất. Mũ 3 ở căn này nó sẽ mất. Rồi, mọi người viết qua cái lý thuyết này vào. Đó. Sau đó mình ốp cái lý thuyết này vào trong các dạng bài. Buổi sau hướng dẫn mọi người bấm máy tính nhá. Hôm nay chắc là không kịp rồi. Làm nốt cái câu này. Buổi sau hướng dẫn mọi người bấm máy tính. Thì những cái câu này bấm máy tính là hết nhá. Bấm máy tính là hết. Nhưng mà vẫn phải học cái bản chất vấn đề để mình xử lý những câu khó. Những câu khó là những câu trú ẩn thì không bấm máy tính được nữa rồi. Mình phải học bài bản. Rồi, nhiều bạn hỏi là tại sao câu này lại biết là đây là dạng không trinh không mà nó lại không phải là dạng bình thường. Thì mọi người chỉ việc thay thử và thôi, cứ mới đầu mình làm nhá, mình cứ thử thay bằng -4 vào đi. Xem là nếu mà nó ra là một con số cụ thể, một con số cụ thể thì lim của nó bằng 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 cái số ấy luôn. Còn nếu mà nó rơi vào những cái dạng vô định thì mình đi xử lý. Thì ở đây bạn thay thử x bằng -4 vào này. X thì bằng -4 mình nhẩm thử nhá. Đây là -4 bình phương là được 16. 16 đây là trừ đi 8. Trừ 8 nữa là trên tử bằng 0 không? 16 trừ 8, trừ 8 là bằng 0 này. Ở dưới mẫu này. 16 4 nhân trừ 4 nhân trừ 4 là bằng trừ 16 đúng không? 16 trừ 16 bằng 0 đúng không? Thì trên tử bằng 0, dưới mẫu bằng 0 không? Trên tử bằng 0, ở dưới mẫu cũng bằng 0. Vậy đây chính là dạng không trên 0 nhá. Đó, mọi người cứ thử x thay bằng -4 vào đây xem mình chuyện xảy ra thôi. Thì thay thử vào thì mình thấy là trên tử bằng 0, ở dưới mẫu cũng bằng 0. Vậy đây là dạng không trên 0. Mà không trên 0 thì cách làm của mình sẽ làm như sau này. Bấm máy tính hộ thầy ở trên tử với. Bây giờ mình phải phân tích đúng không? Mình phải phân tích cái tử và phân tích mẫu. Thì ở trên tử này có nghiệm là 2 với cả trừ 4. Ở dưới mẫu thì thôi nhóm bích, ở dưới mẫu là nhóm bích ra ngoài được rồi. Không cần nhẩm nghiệm đâu. Ở dưới đây mình có được là lim x tới tới trừ 4 này.
Có nghiệm là 2 vậy thì mình nhóm x trừ 2 ra ngoài. Để ý nha, để ý cách làm nha. Có nghiệm là 2 này, nhóm x trừ 2 ra ngoài. Có nghiệm là âm 4 vậy nhóm được cái gì nhỉ? Có nghiệm là x, có nghiệm là 2 nhóm x trừ 2 ra ngoài. Để tí nữa cho em bằng 0 thì x bằng 2 đấy. Có nghĩa là trừ 4 về nhóm được cái gì? X cộng 4 ra ngoài. Rồi thêm A nữa. A đây là mấy nhá? A đây là 1 thì không phải thêm đúng không? A đây là số 1. Lẽ ra nếu mà nếu đây là số 2 phải thêm số 2 đây nhé. Nhưng mà đây là số 1 đúng không? Vậy không phải thêm gì cả. Ở dưới mẫu thì mình chỉ việc rút x ra là xong thôi. Rút x ra. Ở đây mình có được x gì nhỉ? X cộng 4 đúng không? Nhìn nhân tử chung không? Đó, đây đây cái nhân tử chung này là cái khiến cho nó ở dạng không trên không. Bởi vì các bạn thay thử x bằng trừ 4 vào đây xem nào. Nhân trừ 4 đây là không này, nhân trừ 4 đây là không đúng không? Thì cái nhân tử chung này là cái tác nhân để nó gây ra cái sự không trên không. Thì mình gạch nó đi này. Gạch cái nhân tử chung đi và hết dạng không trên không và bây giờ nó trở trở thành câu 1 đấy. Trở thành câu dạng bình thường đấy. Thì bây giờ mọi người chỉ việc thay x bằng trừ 4 vào đây thôi là xong. Y bằng trừ 4 vào nó sẽ thành là trừ 4 trừ 2 là trừ 6 này. Trừ 4 đúng không? Vậy nó bằng trừ 4 trừ 6 nó bằng 3 phần 2. Đi nó bằng 3 phần 2. Mọi người làm có thể câu B, câu C, câu D tương tự nào. Mình cứ học tự luận trước nhá. Còn xử lý tính nhanh nhé. Các thứ kỹ thuật tính nhanh, kỹ thuật bấm máy tính này kia thì tính sau. Những cái đấy là những cái phụ thôi. Các bấm máy tính ra hai nghiệm bao nhiêu nhỉ? 2 với cả 1 phần 2 à? Vậy thì mình nhóm được x trừ 2 này. X trừ 1 phần 2 này. Ở thay số A bằng 2 nhé. Thêm số 2 vào đây. Chia cho 1 trừ 2x. Rồi. Ở đây. Có nhìn thấy nhân chung không? Các bạn cho số 2. Nhân số 2 vào đâu thì đẹp nhỉ? Nhân số 2 vào đây. Nhân số 2 vào đây này. Là các thể nhân tử chung nhân số 2 vào trong cái ngoặc này là các nhìn thấy nhân tử chung để bằng lim của 1 phần 2 thì thầy hướng dẫn cho bạn cái cách làm mà kiểu gì cũng ra nhá. Còn bạn nếu bạn nào có thể nhẩm nhanh được thì bạn có thể nhẩm nhanh được 2 trừ 1 luôn đó, có thể nhẩm nhanh được luôn là 2 trừ 1 1 trừ 2x thì triệt tiêu được nhá. 1 trừ 2x với 2 trừ 1 triệt tiêu được nhưng mà phải thêm một trừ đúng không, a trừ b về b trừ a đấy thì triệt tiêu được với nhau đấy đó, và thêm một trừ đằng trước nhá. Và khi mà mình gạch những cái nhân tử chung này đi thì cái dạng này, cái dạng vô định nó mất rồi. Và bây giờ mình chỉ việc thay x bằng 1 phần 2 vào trong cái phần còn lại thôi. Và nó bằng trừ này. Thay 1 phần 2 vào đây thôi. 1 phần 2 trừ 2 đúng không? Đó. Cái hết rồi nhá. Vậy đây mình được là bằng 1 phần 2 trừ 2 à? 3 phần 2 đúng không? CD nào. Thế sao mình bấm máy tính ra được thẳng luôn kết quả câu này luôn. Đó là những cái bài tập tính ly mà không chứa ẩn này thì bấm máy tính được hết. Tính thẳng kết quả luôn đấy, không phải phân tích gì cả. Đó, buổi sau hướng dẫn bấm máy tính nhé. Hôm nay là mình học tự luận thôi. Nào câu D này. Câu D mình xử lý. Ở đây mình có lim x tiến tới 1. Ở đây dạng không trên không rồi. Mọi người thay x bằng 1 vào đúng không? Trên tử bằng 0 thì vẫn bằng 0. Ở trên tử ở đây mình tách, mình phân tích kiểu gì đây? Đây chính là hẳng thức nhá. Đây chính là A mũ 3 trừ đi B mũ 3 này. 1 thì chính là 1 mũ 3. Đó, đây là hẳng thức thôi. A mũ 3 trừ B mũ 3 vừa ôn lại xong. Bằng A trừ B. A trừ B nhân với A bình này. Cộng đúng không? Cộng AB. Cộng B bình. Triệt tiêu được x trừ 1 này. Nhưng mà ở đây mũ 3 thành mũ 2 đúng không? Mũ 3 thành mũ 2. Vậy thì ở đây mình còn lại là thay 1 vào đây. Sau khi triệt tiêu xong là mất dạng vô định rồi. Thì mình chỉ phải thay 1 vào đây thôi. Ở trên tử là 1 cộng 1 cộng 1. Ở dưới mẫu là 1 trừ 1 bình đúng không? Nào, cái này ra gì? Cái này ra gì?
phải ra không, ra không nhờ ở trên tử ra không thì cả phân số mới bằng không. Ở dưới mẫu ra không, một số trên không đấy, một số trên một số trên một số rất gần không, chính xác hơn ra gì nhỉ, cộng hoặc trừ vô cùng đúng không, cộng hoặc trừ vô cùng, cộng hay trừ, à câu này không biết nhá, câu này chưa biết, câu này không biết cộng hay trừ này, câu này để bài nó cho là một một thôi thì không biết rồi, nó phải là một cộng hoặc là một trừ vì trên tử chắc chắn là dương rồi, nhưng mà ở dưới mẫu, ở dưới mẫu đề bài nó chỉ bảo x tính đến một thôi, thì ở đây x trừ một mình không biết dư âm đúng không, x tính đến một, x tính đến một thì phải biết là một cộng hay là một trừ thì mới biết được là x trừ một dương hay âm được, cái số không phải là không dương hay không âm. Vậy thì câu này hơi lỗi nhá, câu này như là câu nó hơi lỗi đề đấy, câu này nó hơi lỗi một tí, câu này nó có hai trường hợp. Thật ra câu này là bài sau thì chính xác hơn, câu này là bài sau thì chính xác hơn, câu này là cái câu mà không tồn tại lim, bởi vì lim trái x thì nó một trừ, một trừ thì cái âm đúng không, à một trừ thì một trừ một trừ cái âm, một cộng cái lại dương. Vậy thì thôi câu này bài sau, nói tóm lại là câu này bài sau các bạn sẽ được học nếu mà ra hai trường hợp thì câu này bài sau. Rồi nào mọi người chuyển sang tiếp một câu tiếp theo, câu bỏ qua câu 7 nhá, bỏ qua câu 7 mình làm luôn câu 8 nhé. Câu 8 là ý A nào, viết đề vào nào. Chuyển sang câu 8 tất cả mọi người, chuyển sang câu 8 luôn nhá. Chuyển hết sang câu 8 nào. Thay bằng 1 vào. Thay bằng 1 vào mình nhẩm đây quay lại không chứ không đã. Không không không, không đã đúng không? Thay bằng 1 vào ở đây mình được là căn bậc 2 của 4 này. Căn bậc 2 của 4 là 2, 2 trừ 2 bằng 0, trên tử bằng 0 rồi. Ở dưới mẫu thay bằng 1 vào. 2 nhân 1 là 2, 2 trừ 2 bằng 0 đúng không? Chứ cũng bằng 0. Đây là dạng không trên không. Vậy không trên không thì bây giờ mình phải làm để cho nó nhìn ra được cái nhân tử chung để mình gạch nó đi được. Thì làm cái kiểu gì này? Ở dưới mẫu thì chỉ có một cách làm duy nhất thôi là mình nhóm số 2 ra ngoài thôi. Ở dưới mẫu đơn giản hơn đúng không? Ở dưới mẫu đơn giản hơn nhóm số 2 ra ngoài, mình bây giờ bên trong mình x trừ 1. Ở trên tử này có căn. Có căn thì mình nhân liên hợp nhá. Có căn thì mình nhân liên hợp. Ở đây là a trừ b này, a trừ b thì mình nhân thêm, ở đây có căn bậc 2. Thì mình chỉ cần liên hợp bậc 2 thôi là đủ rồi. A trừ B nhân thêm cái gì nhỉ? Nhân thêm A cộng B nhá. A trừ B thì mình nhân thêm A cộng B. Có nghĩa là đây. Đây là A trừ B đúng không? Thì mình auto mình nhân thêm A cộng B. Rồi nhưng mà chú ý là không được phép chỉ được nhân thôi đúng không? Mình phải ra là cái ban đầu. Vậy thì mình nhân thêm thì mình phải chia đi. Mình nhân thêm cái gì thì mình phải chia cái đấy đi. Đó. Vậy thì mình nhân thêm cái này ở dưới ở trên tử đúng không? Thì mình nhân thêm cái này ở dưới mẫu nữa. Đó, mình chỉ được phép nhân một số và cả tử cả mẫu thôi. Thì mình nhân thêm cái gì ở trên tử thì mình nhân thêm một cái ở dưới mẫu. Rồi, ở trên tử thì nó sẽ xuất hiện thẳng thức A trừ B nhân A cộng B. Mình được A bình trừ B bình. A bình mất căn này. A bình mất căn là x cộng 3 trừ đi B bình là trừ đi 2 bình là bằng 4 đúng không? 2 chia cho x trừ 1 nhân với viết lại thôi. Rồi, 3 trừ 4. 3 trừ 4 thì được là trừ 1. Nhưng mà đây thôi, thầy hơi ngại viết lại. Thầy xóa này đi nhá, thầy ghi là trừ 1 thôi. 3 trừ 4 là âm 1 rồi. Và mọi người nhìn nhân tử chung không? X trừ 1 đúng không? Và đây chính là cái khiến cho nó không trên không này. Vì thay bằng 1 vào đây. Y 1 vào đây nó bằng 1 trừ 1 bằng 0. Y 1 vào đây 1 trừ 1 bằng 0 đúng không? Mình gạch cái x trừ 1 này đi, gạch cái x trừ 1 này đi thì nó hết dạng không trên không. Và bây giờ mình chỉ việc nó đây hết dạng không trên không rồi, nó trở thành dạng bình thường, dạng dễ nhất đấy, dạng thay số đấy. Thì thay số thôi, thay bằng 1 vào. Ở trên tử là bằng 1 này. Ở dưới mẫu mình còn lại là 2 nhân với cả 1 vào đây. Căn 4 là 2 đúng không? 2 cộng 2 là 4. Vậy nó bằng là 1/8. Đó.